Alo, 123 video 1. Hi. Hello anh em. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 1 năm 2019, những ngày đầu năm. Không khí bữa nay là khá là se lạnh ở Tây Ninh ha. Do chịu cái luồng không khí lạnh từ ngoài Bắc tràn vào và kết hợp với lại cái áp thấp nhiệt đới ở phía dưới Tây Nam á. Hôm nay mình làm một cái vlog chia sẻ với anh em về cái độ tiêu hao điện năng của cái đèn trợ sáng trên em xe GX S150. Thì ở đây là mình có cặp đèn bi xenon ha. Thì anh em nào muốn quan tâm tìm hiểu cái cặp đèn mình xài đèn gì và cách gắn ra sao, anh em có thể bấm vào cái thẻ góc phía trên mình có đính kèm ha. Rồi, trước khi mà nói về cái vấn đề là độ tiêu hao năng lượng, mức độ tiêu hao của cái đèn trợ sáng này đó, thì bữa nay có một cái sự kiện rất là dữ dội. Đó là cái một cái vụ tai nạn giao thông ở dưới Long An anh em, Bến Lức á, Bến Lức Long An, thì xảy ra cái vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa cái xe container đó, một chiếc container ủi càn quét 22 mạng người, 22 mạng người đang dừng chờ đèn đỏ ha. Ồ, mình xem cái cảnh đó nổi da gà luôn. Thì nói chung là theo tin tức của báo đài á, hình như là 3 người tử vong tại hiện trường, một hàng chục người á, thì đang tình trạng nguy kịch, chuyển lên một số là bệnh viện là Đa khoa Long An với một số là bệnh viện Chợ Rẫy. Thì cái vấn đề ở đây á, là cái tình trạng giao thông ở nước ta nó tạp nham, nó nguy hiểm quá. Nhiều khi mình dừng đèn đỏ đúng luật ha, nhất là ở các cái ngã ba mà có đèn đỏ đó, đó thường xuyên là bị cái tình trạng là xe ủi hút đít ha. Do đó là dừng đèn đỏ cũng rất là bất an, mà vượt đèn đỏ thì cũng nguy hiểm, mà vừa bị phạt nữa ha. Nói chung là tình trạng giao thông Việt Nam rất là tồi tệ. Nói về đèn trợ sáng đi, thì về cái hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên đường của nước ta đó rất là tệ, rất là kém ha. Chỉ được một số tuyến đường là cung cấp đầy đủ cái hệ thống chiếu sáng, như là đèn này anh em thấy nè ha, thiết kế nằm giữa con lươn nè, tỏa ra hai bên thì ánh sáng rất là tốt ha. Nhưng mà có những đoạn đường, nhất là đường quốc lộ á, đèn không có ha, mà xe khác nó chạy nó pha vô mặt ha, rất là đuôi đó, rất là nguy hiểm luôn. Mà xe zin của chúng ta đó anh em, đèn rất là tối ha, tối kinh khủng, tối không thể tả luôn đó. Thì bắt buộc là mình phải chơi thêm một cái đèn trợ sáng thôi. Và cái đèn trợ sáng khi anh em gắn á, thì Pikachu buồn buồn á là sẽ vịnh chúng ta hỏi thăm ha, xin bánh mì đó. Thì vì cái tính mạng, giữa một cái tính mạng và giữa một cái bị phạt, thì chọn cái nào bây giờ? Thôi thì mình ưu tiên cái tính mạng của mình đi ha. Rồi, tại vì sống ở đâu thì phải theo luật ở đó thôi ha. Rồi bây giờ mình vào cái vấn đề đèn trợ sáng đi, mức độ tiêu hao. Thì như anh em thấy nè, bây giờ mình đang chạy đèn zin ha. Ở đây mình có một cái cục sạc điện thoại, mồi thuốc, kim luôn là có cái đồng hồ báo vôn nè anh em ha. Thì bây giờ mình đang chạy số 4, vòng tua máy là 4000 ha. Thì báo chỉ thị vôn là 14.1V ha, rất là tốt ha. Đó, mình mở đèn á, giờ mình đá pha điện zin nữa nè, thử coi nhiều. Cũng 14.1 ha. Bây giờ mình tắt cái đèn pha đi. Rồi, để xem có tụt gì không. Nó tăng lên 14.2 ha. Rồi,
và mình sẽ mở cái đèn xenon lên và mình tắt cái đèn zin đi. Ok rồi, anh em chờ khoảng 10 giây để cho cái đèn nó được kích sáng tối đa ha. À, cái đèn ở trước á, do nãy mình kéo nó xuống nó không đều nè, nên là một bên cao một bên thấp ha, để mình chỉnh lại cho nó đó. Rồi nó đều đều rồi đó. Rồi ánh sáng thì tương đối là cực đại rồi đó. Thì bây giờ cái đồng hồ báo vôn của nó là 12,7, 12,6 với cái vòng tua là 4.000 tới 5.000 ha. Đó, anh em thấy cái đường trước này có thui nè đúng không? Đó, tối như vậy đèn zin làm sao mà chạy được? Nguy hiểm lắm. Rồi bây giờ không có người mình bật pha lên để xem có thay đổi điện năng gì hay không. Đó, rất là sáng ha. Cũng 12,6, 12,7 ha. Ok, hàng định. Rồi, bây giờ mình mở luôn cái đèn zin thử xem. Rồi, mở luôn đèn zin nè. Mười hai phẩy năm, à 12,5, ok. Rồi mình tắt cái đèn zin đi để xem có lên lại hay không ha. Rồi nó đã lên lại 12,6 ha. Ok, như vậy là cái điện năng thì nó hằng định ha, nó còn không có xê dịch gì nhiều. Nếu mà cái mức 12,6, 12,7 này anh em chạy đường dài là rất là ok, không có sợ tụt bình gì đâu ha. Ồ, xe đằng trước pha cao quá. Rồi nếu anh em để cái tua máy thấp hơn nữa thì cái mức báo vô kế nó sẽ xuống nè, 12,5 ha. Còn để dòng tua cao 6.000, 7.000 thì nó sẽ lên nữa. Đó, mức sạc nó sẽ lên nữa. Rồi thì đối với cái đèn vi xenon này đó, cốt hay pha thì mức độ tiêu hao điện năng nó như nhau ha. Tại vì nó cái bóng thì nó hoạt động giống nhau thôi, nó chỉ khác là nó có cái màn che, cái màn chập á. Đó, khi mà pha thì anh em bấm cái công tắc nè, thì cái ở trong đây nó có cái cơ chế là 500 điện á, nó sẽ hút cái, nó kéo cái màn chập lên ha, là nó thành cái pha. Rồi ok, còn vấn đề gì nữa không ta? Rồi để mình qua ngã tư này đi. Wow, rồi sẵn mình nói thêm vài vấn đề xoay quanh về cái đèn đóm đi. Thì nguyên một năm qua 2018 ha, mình đi đêm á, ở trên địa bàn dưới quê mình á, thấy rất là nhiều vụ tai nạn xảy ra. Đó, xảy ra vào cái thời điểm là chạng vạng và chập tối ha, ở những cái tuyến đường cong mà không có đèn á. Đó, xảy ra tai nạn hoài luôn, rất là tối mà xe chúng ta thì đèn zin thôi. Nói chung là hầu như các dòng xe đèn zin rất là tối, chỉ có một vài cái dòng xe đèn nó sáng thì chẳng hạn như là cái con PCX á. À, PCX đèn nó hình như sáng á, ngon á. Tại sao mình làm cái video về cái mức độ tiêu hao điện năng này? Tại vì một mấy cái lần trước á, mình làm một cái video về cái sự cố điện ha, là hết bình xe. Thì một số anh em không có coi hết video. Nói chung là vào là comment liền, là do mình gắn đèn nhiều quá, gắn đồ điện nhiều quá và gây tụt bình. À, thực ra không phải là do mình gắn đâu, mà là do cái video á, là khi mình gắn cái kèn Denso á, thì do mình lúc mình thao tác mình sơ xuất để cái dây dương với lại cái dây mát nó chập vào nhau và nó đứt cầu chì ha, khiến không đè được. Cái tình huống thứ hai á là mình bật cái chìa nè để qua đêm, đó, để qua đêm sáng hôm sau. Rồi
bình nó tuột luốt luôn ha, đề không được đó. Nó là do cái sự, do là mình vô ý ha, vô ý mình để chìa nó cạn bình cho nên là hết bình ha. Chứ thực ra là điện năng đối với cái đèn xenon, bi xenon này đó, nó rất là nhẹ ha. Cái công suất của nó là 35W một bóng ha, như vậy tổng công suất là 70W. Thì cái này á, là cái đèn với lại cái ballast là của chị Na ha. Do đó là cái công suất nó không đúng cho lắm ha. Nhưng mà nếu như anh em xài những cái loại xịn, cái ballast xịn hàng của Đức hay của Nhật như Denso hay là Heola rồi đó. Đó. Thì cái công suất thực nó đúng ha, với lại cái độ kích sáng nó nhanh và nó sáng ha. Rồi. Bây giờ để mình đẩy cái dòng tua cao lên xíu nữa nha, xem là cái báo vô nó có lên gì không nha anh em ha. Ok. Mình đang chạy ở số 6 nha. Đó anh em thấy ha. Khi mình đẩy tua cao lên là cái mức báo vô nó lên rồi nè, nãy 12.5 giờ lên 12.6. Rồi. Thì cứ đều đặn như vậy thôi thì không có sợ là bị hết bình gì ha. Đối với cái đèn xenon thì gắn vô tư thoải mái vậy thì anh em lên những cái đèn LED thì thoải mái, không cần phải lên sạc gì hết ha. Nhưng mà mình xin nhắc lại là mình đã từng xài qua những cái đèn L4, L4X gì đó. Mình không thích, cái gu mình không thích. Nó nguy hiểm quá. Nó chói quá trời luôn. Đó. Tại vì mình đi nhiều lần thấy cái đoàn phịch thủ á, trời ơi, pha lên phát là bật lên phát là mình đuôi luôn, mình không có thấy cái gì hết trơn đó. Đó, mình thấy nguy hiểm quá, do đó là mình chặt luôn, không sử dụng nữa. Mình chơi cái đèn của xe hơi nè, gắn vô ha. Dù nó xấu, mình đánh giá là nhìn nó xấu, nó thô thiệt á, nhưng mà bù lại là nó an toàn ha, an toàn, sáng, hiệu quả, gom. Rồi, còn vấn đề bị phạt hay không, có chơi, có chung, có chịu ha. Miễn sao mình an toàn cho mình, an toàn cho người khác thôi ha. Ok. Thì video đến đây kết thúc ha. Nếu anh em thích cái video này á, đừng quên nhấn like, share, subscribe, ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào.